Dạ, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay bên em mới về được cái con tời này anh chị ha. Con xe rùa tời này. Thì trọng tải con xe rùa tời này là 1 tấn 2 nha anh chị nha. Anh chị có thể chở được 1 tấn 2 ha. Nói chung con này là siêu hệ luôn nha anh chị nha. Đi đầu máy dầu, bếp kim, máy dầu hệ ha. Và bánh xích là siêu đẹp luôn. Đó, em thì nói chung có gì em nói đó nha. Em sẽ vô chi tiết cho anh chị xem và tham khảo ha. Kim ngưỡng em nó ha. Đó, con này đi đầu bếp kim nè, Yanma NFAD7. 7 ngựa nha anh chị nha. Đó, con này là bếp kim thì anh chị biết rồi đó. Cái dòng bếp kim thì là dòng đời mới, siêu bền, siêu tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị nha. Đó, đầu nguyên zin ha, màu vàng nước sơn zin còn nguyên. Rất là đẹp ha. Đó, con này là gì? Yamaguchi ha. Đó. Đây, đây là ghe của nó nha anh chị nha. Đây là côn chuyển hướng trái phải ha. Côn chuyển hướng trái phải. Đây, rất là nhẹ ha. Cái này là gạt đi nha anh chị nha. Đó, con này số của nó là 3 tới 3 lùi nha anh chị. Đó, số của nó là để có 3 số thôi. Nhưng mà khi mình gạt cái thanh này nè, đó mình gạt tới gạt lùi á. Khi mà mình gạt tới là nó chỉ 3 số tới và mình gạt lùi thì nó sẽ 3 số lùi nha anh chị nha. Đó, là nó cái số nó là nó riêng biệt ở cái chỗ đó. Đây thông số của nó nha. Xét của nó 900 à 695 kg. Đó, trọng tải nó có thể chở được 1 tấn 2 nha anh chị nha. Đó, anh chị xem nha. Đó, còn những thông số khác em không biết. Đó, em biết gì em nói đó thôi ha. Con này là sắt nó cực kỳ dày luôn, cực kỳ dày luôn nha, đẹp lắm. Đây nè, trọng tải nó 1 tấn 2 nó để nè. Đó. Con này về anh chị có thể tời gỗ rồi sắt thép hay là đá gì đó trong công trình hoặc là nói chung là phù hợp với công việc của anh chị thôi. Thì em nghĩ là khi anh chị cái công việc của anh chị thì em nghĩ là nhìn những con này thì chị biết làm cái gì ha. Đây nha, xích của nó nè, xích của nó là mới 100% luôn nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp, dày lắm nha, không một vết răng nứt. Em quay là em quay sẽ rất là kỹ. Đó, xích mới không một vết răng nứt nha. Nhận hàng về mà không như em quảng cáo thì em cho trả hàng luôn nha. Đó, sắt rất là dày dặn. Đó, những tem xanh là vẫn còn nguyên luôn ha. Đây, cái thùng của nó, cái thùng bề ngang của nó, thùng này là được thùng ngang của nó 70 á. 70 dài 1m6. Dài 1m6 nha anh chị nha. Đó, khi mà anh chị mua về mình sử dụng á, mình có thể nới cái bìa này ra. Đó, mình mới nới ra để nó chở được nhiều hơn ha. Còn cái này con này nó chở những cái đồ đặc đồ nặng. Nên nó rất là nhỏ gọn ha. Đây, tời của nó trên này nha anh chị nha. Đó, anh chị muốn tời nó lên cũng được mà quay dây này, quay cái dây này để nó kéo cũng được luôn nha. Đây, xích của nó nè, anh chị xem ha. Anh chị xem mà đánh giá nha. Trời ơi, con này sắt nó nặng lắm. Sắt nó dày cui à. Nhìn nó chắc chắn lắm. Đây, con này thắng tay nha anh chị nha. Đây, kéo dây cáp của nó đi ha. Nói chung hàng Nhật Bãi về là nguyên rinh nha anh chị nha. Bên em không đụng gì tới máy móc đâu ha. Đây, đây là thắng tay của nó. Còn đây là bộ chỉnh tờ nha. Bộ chỉnh tờ nói chung nó cũng lung tung chức năng hết. Em cũng không rành lắm. Khi mà anh chị mua thì em sẽ cho thợ test một cái video hướng dẫn sử dụng cho anh chị nha. Đây, kéo cáp vô rồi kéo cáp ra ha. Đó, nó có hai số. Đây, nói chung con này nhìn rất là dày dặn cứng cáp nha. Anh chị xem bánh xích đã thấy nó ăn tiền rồi nha anh chị nha. Nói chung mua một con xe rùa thì anh chị cần xích đẹp và đầu máy hệ ha. Con này thì nó không thiếu chức năng gì hết. Xích vừa đẹp, đầu máy vừa hệ. Sắt thì chắc chắn dày dặn. Nói chung con này rất là ngầu. Rồi, giờ em test máy anh chị nghe nha. Đây, chỗ này nó có ghế ngồi nữa nè. Nhưng mà mất ghế rồi. Hàng về xem để vậy nha. Anh chị mua về tự thiết đồ đồ ghế lên ha. Đó, mình có thể ngồi chỗ đây để mình chạy. Máy dầu quay là nữa thôi.
số, nó có càng gạt tới càng gạt lùi ha, chứ nó không có số lùi rồi như kia. Nó chạy rất là nhanh nha chị nha. Em là 0835585879 nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ha. Anh chị nào có ở gần thì cứ đến xe máy thoải mái nha. Còn anh chị ở xa thì em ship toàn quốc nha. Anh chị cứ cọc tiền để em ship tới nơi, nhận hàng thanh toán. Đó. Thì anh chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại em nha. Ở bên em là chuyên bơm thuốc nè, ba cầu, hai cầu. Nói chung là xe rù, lái vô lăng, máy xăng, máy dầu gì có đủ hết nha anh chị. Nhưng mà tạm thời thì bên em chưa có dọn xong cho nên sẽ không có lên video. Anh chị nào theo dõi kênh của em nhớ cho em một nút đăng ký nha. Rồi, mến chào anh chị, chúc anh chị một cái buổi chiều thật là vui vẻ nha.